Xin chào quý vị quay trở lại kênh Việt Nam Nova World. Trên video quý vị đang được xem đó là cung đường ven biển đẹp nổi tiếng nối thẳng từ Xuyên Mộc ra tới Bình Thuận và Nha Trang. Và trong video này Văn Học muốn giới thiệu đến quý vị một cơ hội đầu tư với khả năng gia tăng tài sản cực lớn, đó là đầu tư vào những căn shop house tại Hồ Tràm. Trước khi giới thiệu về Hồ Tràm thì Văn Học muốn cập nhật tới quý vị về giá shop house của những địa phương khác như Phú Quốc, Nha Trang hay Đà Nẵng. Hiện nay giá shop house tại trục đường lớn những thành phố biển như Phú Quốc thì giá rơi vào khoảng 100 triệu một mét vuông, Đà Nẵng khoảng 300 triệu mét vuông, hay như Nha Trang thì từ 450 cho đến 650 triệu mét vuông. Đây chính là cơ hội đầu tư vào shop house, con gà đẻ trứng vàng tại những vùng biển. Vậy shop house tại Nova World Hồ Tràm có gì đặc biệt? Tại sao sản phẩm lại được nhiều nhà đầu tư săn lùng? Trước khi quyết định một vấn đề quan trọng, đặc biệt là những vấn đề lớn và quan trọng như việc đầu tư bất động sản, thì nhà đầu tư càng kỹ càng cân nhắc và lựa chọn. Để việc đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng thì luôn là một kênh an toàn vì tỷ lệ khai thác tốt, và shop house sẽ cho nhà đầu tư thấy được những mặt lợi ích khi đầu tư cũng như hiệu quả đầu tư. Cho nên việc đầu tư vào shop house tại Nova World Hồ Tràm được xem là sự chọn thông minh cho các nhà đầu tư. Vì sao shop house Nova World Hồ Tràm được xem là khan hiếm? Trong tổng diện tích 100 ha thì chỉ có 118 căn shop house tại mặt tiền biển đẹp nhất Hồ Tràm, thì số lượng có hạn và cực kỳ khan hiếm. Thì dọc cung đường ven biển tuyệt đẹp của Xuyên Mộc này thì chưa có một khu shop house nào tại vị trí mặt tiền biển, cho nên vị trí của shop house Nova World Hồ Tràm là sẽ vô cùng đắc địa, được phát triển bởi Novaland, thương hiệu bất động sản uy tín nhất thị trường hiện nay. Dự án nằm ngay bên bờ biển, chỉ cách biển vài bước chân, hứa hẹn sẽ đón hàng triệu lượt khách mỗi tháng. Nằm trong chuỗi dự án nghỉ dưỡng Nova World Hồ Tràm lên đến 1.000 ha, ở cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ 90 km, cách suối nước nóng Bình Châu 7 km, cách Hồ Tràm Ship 7 km, cách sân bay Long Thành 60 km. Tại đây thì có khu phức hợp đầy đủ các tiện ích 5 sao như hồ bơi nước mặn rộng 5.000 m, sông kayak dài 2 km, công viên nước, khu vui chơi trẻ em, kid farm, organic farm, khu ẩm thực. Liên kề các tiện ích ngoại khu chuẩn quốc tế như casino, sân golf, safari rộng 600 ha, suối nước nóng Bình Châu, biển Seoul. Vậy thì Nova World Hồ Tràm nằm ở đâu? Thiết kế những căn shop house như thế nào? Mời quý vị cùng tôi đi xem phong cách thiết kế của những căn shop house này. Quý vị đầu tư vào Nova World Hồ Tràm trong giai đoạn này thì có cơ hội gia tăng tài sản rất lớn. Vì đây là chỉ là một giai đoạn một trong 10 giai đoạn của Nova World Hồ Tràm. Thì quý vị có thể thấy đây là vị trí dự án. Đây là cái hồ tự nhiên, thì hồ tự nhiên hiện giờ đang hiện hữu có sẵn. Đây là sẽ là vị trí mà triển khai shop house. Đây là quy mô là tổng 100 ha. Với 1.600 căn thì hiện nay shop house chỉ có 118 căn thôi. Shop house hiện giờ thiết kế theo hai phong cách, là phong cách tropical và phong cách American. Dãy ở phía trên đồi sẽ thiết kế theo phong cách tropical và dãy ở dưới phía biển sẽ thiết kế theo phong cách American. Và Văn Học sẽ đi đến mẫu nhà cụ thể của từng dãy, quý vị có thể tham khảo. Đây là hai dãy shop house. Đối với dãy thiết kế theo phong cách tropical thì hiện giờ đang có 56 căn với 5 mẫu nhà, quý vị có thể xem qua. Với phong cách tropical này thì quý vị có thể thấy đây là mẫu nhà nhìn thiết kế rất là độc đáo, với diện tích là 6x30. Và tiếp theo Văn Học sẽ dẫn quý vị qua xem thiết kế theo phong cách American. Đối với phong cách American này hiện giờ thì có 62 căn, thì diện tích của những căn này là 6x25. Và phong cách American này thì cũng có 5 mẫu nhà cho quý vị có thể lựa chọn. Chắc có lẽ quý vị cũng có xem một câu hỏi là vị trí lộ giới mà mặt tiền đường ở Nova World Hồ Tràm, đặc biệt là shop house Hồ Tràm này thì sẽ rộng bao nhiêu. Thì đối với trục đường ven biển này sẽ là rộng 42 m. Quý vị thấy đây là trục đường ven biển sẽ rộng 42 m, trong đó nó có 6 mét lộ giới. Đặc biệt là những căn shop house này diện tích 6x25 hoặc 6x30 đều lùi vô khoảng 5 mét,
để cho quý vị có thể là kinh doanh hàng hóa, hàng quán ở một cách rất là thuận lợi, thuận tiện. Vậy thì thời điểm này đầu tư vào Novago Tràm thì giá bao nhiêu tiền một căn và có chương trình gì hấp dẫn cho nhà đầu tư? Vâng, giá hiện nay thì từ 15 cho đến 16,3 tỷ một căn và được cam kết thuê lại 6% một năm trong vòng 5 năm liền. Đặc biệt ở đây thì quý vị chỉ cần bàn giao nhà thô thôi, không cần phải hoàn thiện nội thất. Đó là một điểm lợi thế rất lớn dành cho quý vị. Và dự án này, đặc biệt là shop house này sẽ được bàn giao vào khoảng tháng 12/2020 cùng với việc bàn giao khách sạn là Movenpick quốc tế. Tiềm năng tăng giá đây là vô hạn với lộ trình 10 giai đoạn lên đến 1.000 hecta. Và quý vị thì hiện nay nếu mà mua thì đang ở ngay một cái giai đoạn 1, có thể chốt lời ngay khi mà khởi công Sovereign Hồ Tràm vào quý 1/2020. Và dự án sân bay quốc tế Long Thành ở cả nước đang đón chờ. Với tiềm năng to lớn của Novago Hồ Tràm thì những căn shop house tại đây sẽ có cơ hội tăng giá rất tốt. Văn Học dự đoán sau 5 năm sẽ không còn giá từ 15 đến 16 tỷ một căn nữa, mà ít nhất từ 23 đến 24 tỷ một căn. Hãy là nhà đầu tư thông thái để sở hữu những căn shop house vị trí độc tôn và lợi nhuận khủng. Quý vị cần thêm thông tin hãy gọi ngay cho Văn Học theo số hotline 0888 373 777 để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất. Chúc quý vị sớm chọn được những sản phẩm ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại.